Uống trà xanh tươi mỗi ngày có tốt không? Trà xanh, một thức uống khá phổ biến trong cuộc sống thường ngày của cô bác anh chị. Tuy nhiên, thức uống bình thường này lại không tầm thường một chút nào đối với sức khỏe của chúng ta. Chắc hẳn là cô bác anh chị đã biết đến một số tác dụng phổ biến của trà xanh như giúp cơ thể tỉnh táo hơn, dễ pha chế và rất rẻ, khiến nó biến thành thức uống quốc dân của nhiều gia đình. Tuy nhiên, ngoài những tác dụng phổ biến trên, trà xanh còn mang trong mình rất nhiều công dụng khác mà cô bác anh chị có thể chưa từng được biết đến. Hãy cùng Dược sĩ Ngọc khám phá ngay nhé! Trước tiên, trà xanh là một nguồn cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol. Trong mỗi tách trà xanh có 8 oz, cô bác anh chị sẽ nhận được một lượng lớn polyphenol giúp chống lại sự oxy hóa và giảm viêm trong cơ thể. Những chất này không chỉ giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương mà còn có lợi cho tim mạch. Một nghiên cứu lớn ở Nhật Bản đã cho thấy uống ít nhất 5 cốc trà xanh mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Điều này nhờ vào hàm lượng cao polyphenol có khả năng cải thiện lưu thông máu và giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Bên cạnh đó thì trà xanh còn giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, rất có lợi cho những cô bác anh chị đang mắc bệnh tiểu đường. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có thể giảm lượng đường trong máu lúc đói và cải thiện tình trạng kháng insulin, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn. Đặc biệt, trà xanh còn có tác dụng tích cực đối với tuyến tiền liệt. Nghiên cứu đã cho thấy rằng các hợp chất chống oxy hóa trong trà xanh như pectin có khả năng làm giảm kích thước tuyến tiền liệt và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Việc uống trà xanh đều đặn giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt, giúp cô bác anh chị không còn phải lo lắng những vấn đề này nữa. Ngoài những tác dụng chính trên đây, trà xanh còn giúp cơ thể phòng ngừa đột quỵ, giảm cân, hỗ trợ tiêu hóa và còn được FDA, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, phê duyệt điều trị mụn khóc sinh học. Với rất nhiều công dụng cho sức khỏe trên đây, hôm nay Dược sĩ Ngọc tin rằng các cô bác anh chị sẽ ngay lập tức bổ sung trà xanh vào chế độ ăn uống hàng ngày để được tận hưởng những lợi ích tuyệt vời này. Đừng chần chừ, hãy bắt đầu từ hôm nay để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn và bảo vệ sức khỏe của cô bác anh chị nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Dược sĩ Ngọc. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.